Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cả tôi, là mình hy sinh mục tiêu số 3 cho mục tiêu số 1. Có nghĩa là mình bán sức khỏe lấy tiền. Mình làm bất kể ngày đêm, rồi thậm chí stress. Và thậm chí có những việc làm của chúng ta, mình vô minh đến mức độ là mình bán mất cái mạng của mình. Ví dụ, có những người họ buôn ma túy đi, tử hình đấy anh chị. Hoặc có những người họ lương thiện, họ làm những nghề mà leo trèo cao anh chị ha, rất đúng. Và những người làm những nghề rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu số 1. Vì mục tiêu số 1, họ hy sinh luôn mục tiêu số 2, hy sinh luôn mục tiêu số 3. Các anh chị thấy cái này nguy hiểm không ạ? Và nhiều lắm đấy ạ, nhiều lắm đấy ạ. Những cái mục tiêu cuộc đời của đó, nó có giống với người Việt Nam không? Hay nó giống cái khán phòng này không? Hay nó khác? Có hiểu không ạ? Ok, nào hãy cùng coi. Thứ nhất, tuyệt vời, cái này đúng ý Cường hay không? Tự do tài chính, đúng không? Rất tuyệt vời. Cái này nó là nhu cầu cực kỳ bức thiết. Nào, theo thống kê, cái này là nghiên cứu các anh chị ha, 50% tâm trí tức là tất cả các loại nguồn lực, cả đời này tập trung vào tiền, nếu nó chưa đủ. 50% tâm trí, 50% tâm trí còn lại nó dành cho khoảng 8 tỷ cái nhu cầu còn lại. Riêng cái tiền nó chiếm 50% tâm trí. Cho nên là cả đời chúng ta cực kỳ vất vả về cái mục tiêu này. Và rất nhiều người, đây là mục tiêu lớn, cả đời không đạt được là chuyện bình thường các chị ha. Đây là hệ lụy đấy. Và bởi vì chúng ta không biết 4 mục tiêu còn lại, cho nên là chúng ta dồn hết nguồn lực vào đây. Nào, vậy thì giả sử khi tôi có 1.000 tỷ rồi, ok, tôi có cả nguyên 36 phố cổ sở hữu đứng tên tôi hết trơn, cả cái Hồ Gươm luôn. Thì tôi làm gì? Cái cần gì nữa? Nào, có tất cả những thứ đó xong rồi, mang ra đảo ở được không? Mang ra đảo được không? Mang ra đảo ở mình được không? 1.000 tỷ đô thì ở một đảo cũng làm gì đâu. Cái mục tiêu số 2 đó chính là đúng rồi, mối quan hệ. Ok, người bạn đời. Ok, cần phải có tri kỷ, cần có người vợ, người chồng, cần có người đồng hành cùng với mình. Thì cái tiền đó mình mới tiêu mới có ý nghĩa chứ. Thì có mình, thực ra bây giờ mình mua cái xe mình phải có thằng xuất hiện cho mình khoe chứ, đúng không ạ? Có muốn ăn hoặc là muốn đi cà phê cũng phải rủ người nào đi chứ, đúng không? Mặc quần áo cũng phải cho người nào đó coi chứ, nếu có mình thì mặc gì? Ok, rồi cho nên mục tiêu số 2 đó là mối quan hệ đấy, người bạn đời hoàn hảo. Mục tiêu số 3 của chúng ta, tiền rồi, có hàng rồi, chân dài rồi thì phải action được, phải khỏe. Chứ giờ có 1.000 tỷ, rồi 8 em chân dài bên cạnh, nhưng mà nằm trên giường bệnh thì còn làm ăn gì, đúng không Cường? Tại vì bạn Dương Kim Phẩm, ok? Người ta đàn ông nó có hai chữ là chữ quanh liền. Thì sau một thời gian đi làm thì mất chữ quanh. Sao mà cười? Anh đang nói Cường ấy. Nhớ, nếu không có chữ này thì còn mỗi chữ liệt, chứ hiểu không? Không còn oanh nữa. Cho nên là rất nhiều người, họ hy sinh mục tiêu số 2 để kiếm tiền, có đúng không ạ? Ôi, bao giờ em làm đủ tiền thì em cưới vợ. Khi nào em đầy đủ thì em cưới chồng. Quay qua coi lại, 40 cái xuân xanh. Ê, đẩy giảm quá. Đàn ông thì không có giới hạn, nhưng phụ nữ thì rất giới hạn vì đẻ được. Có đúng không ạ? Bởi vì mình dồn quá nhiều cái nguồn lực vào mục tiêu số 1. Và có cực kỳ nhiều người trong chúng ta, bao gồm cả tôi, là mình hy sinh mục tiêu số 3 cho mục tiêu số 1. Có nghĩa là mình bán sức khỏe lấy tiền. Mình làm bất kể ngày đêm, rồi thậm chí stress. Và thậm chí có những việc làm của chúng ta, mình vô minh đến mức độ là mình bán mất cái mạng của mình. Ví dụ, có những người họ buôn ma túy đi, tử hình đấy anh chị. Hoặc có những người họ lương thiện, họ làm những nghề mà leo trèo cao anh chị ha, rất đúng. Có những người làm những nghề rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu số 1. Vì mục tiêu số 1, họ hy sinh luôn mục tiêu số 2, hy sinh luôn mục tiêu số 3. Các anh chị thấy cái này nguy hiểm không ạ? Và nhiều lắm đấy ạ, nhiều lắm đấy ạ. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ khác. Ok, nào, có mục tiêu số 4 của chúng ta. Tiền rồi, sức khỏe tốt, bạn đời ngon lành, tuyệt vời chưa Cường?
ok viên, ngon rồi. Tươi ngon rồi. Đồng chí này là viên mãn rồi đấy. Coi như xong. Một ngày vợ mình với cả mẹ mình nó cãi nhau 60 lần ở bên cạnh. Tại vì hai đối thủ đó là không đội trời chung, anh chị có hiểu không? Chưa bao giờ đội trời chung cả. Nhân viên nó cãi nhau 600 cuộc và cần mình làm trọng tài. Bạn bè nó cứ bắt loa nó nói xấu mình ngày 70 lần. Có sống được không ạ? Có nhiều tiền cũng không được, không thể sống bằng kiểu đó được. Như vậy thế không thể sống. Trên mục tiêu số 4 của chúng ta cực kỳ quan trọng, nhưng ít người biết. Ba mục tiêu đầu tiên là những mục tiêu ngoài. Tiền tài, mối quan hệ và sức khỏe là những mục tiêu bên ngoài, tức là những mục tiêu có thể thấy. Còn mục tiêu thứ tư là mục tiêu bên trong, đó chính là bình an trong tâm trí. Ok, ở bên trong. Ý nghĩa của nó là như nào? Bình an. Cái từ này phải đọc cho đúng vào. Nghe kỹ này, phát âm nó phải đúng vào. Bình an. Chứ bình nó quan trọng. Cười là sao? Bình an. Mục tiêu số 5 của chúng ta nào. Mục tiêu số 1 là có tiền rồi, thứ hai là có mối quan hệ rồi, thứ ba có sức khỏe rồi, thứ tư là sống cực kỳ an vui rồi. Ổn chưa ta? Tuyệt vời rồi. Tôi nói thiệt với các anh chị, nếu mà chưa đi học và được thứ này thì không còn gì để mơ nữa đâu. Tuy nhiên, những con người hôm nay chúng ta ngồi đây nó có cái duyên. Chúng ta hiểu được cái thứ tư, cái thứ năm cực kỳ quan trọng. Là khi tôi có toàn bộ bốn thứ đó rồi, tôi muốn những người đồng đội của tôi có được những thứ giống như tôi. Tôi muốn cái người nhà của tôi họ cũng được giống như tôi. Họ cũng tự do tài chính, họ cũng mối quan hệ tốt, họ cũng khỏe mạnh và họ cũng bình an. Thì mục tiêu số 5 của chúng ta chính là tôi thành công rồi, tôi muốn người khác cũng được như tôi. Và đây chính là bản năng của con người đấy anh chị ha. Mình mà có tiền nhiều, mình rất thích giúp đỡ người khác. Ai nhờ cái gì là việc nhà thì nhé, nhưng mà chú bác là phang luôn, thấy không ạ? Thế con người của chúng ta rất là tử tế, đặc biệt là người Việt Nam. Mặt ưu điểm là mình thích giúp đỡ người khác, nhược điểm là nhiều chuyện, okay? Rất thích xía vào chuyện của người khác. Mục tiêu số 5, đây là phiên bản của thầy Mike Roach, giải cứu thế giới, nghe thì gớm không ạ? Không quá gớm. Thực ra, nó đơn giản này thôi ạ, đó chính là, đây là phiên bản của tôi, phiên bản này của tôi, đóng góp cho xã hội, làm một điều gì đó giúp cho người khác, ok? Để cho họ có được thành công. Và đây chính là năm mục tiêu cuộc đời. Nào chúng ta cùng ôn lại mục tiêu số 1. Hai. Mối quan hệ hoàn hảo. Số 3. Sức khỏe tốt. Thứ 4. Phát âm đồng hoàng. Quá hay luôn. Rất là mê luôn. Thế là tôi nói là người Bắc cực kỳ thông minh. Đó. Người Nam tôi nói xong ngày mai mình cười. Thế họ thật thà lắm chứ không phải như mình. Lại cười nữa. Mục tiêu số 5, đóng góp cho xã hội. Nào, tất cả những con người ở ngoài kia hoặc những con người giờ này vẫn còn nằm ngủ ở nhà cuối tuần thì họ không hiểu được điều này. Mà nhớ, chúng ta mới là nghỉ về điều này. Nếu làm từ số 1 đến số 5, cả đời không xong số 1 và hy sinh mất 4 cái số 5. 2, 3, 4, 5 mình sẽ hy sinh, mình sẽ bỏ đấy. Tiền cũng có, phải đặt mình với An ngồi thuyền tát chết đi rồi. Ok? Nhà có tiền phải đặt ăn cho, một điên. Ok? Một vợ ôi, chửi chết, đúng không ạ? Có đúng không ạ? Rất nhiều người họ cản mình. Nào, nghe kế. Nếu muốn hạnh phúc và thành công thực sự, chúng ta sẽ làm ngược lại. Có nghĩa là gì? Chúng ta bắt đầu từ mục tiêu số 5, hãy giúp người khác. Ở đây ai đã từng đi làm từ thiện chưa? Thấy sao ạ? Vui đúng không? Khi mình làm từ thiện thì tâm mình nó an. Bởi vì bây giờ mình bị stress thì tâm mình nhiều hơn là đói ăn. Ít người đói ăn lắm ạ. Và khi tâm chúng ta an thì mình khỏe. Đúng không? Mục tiêu số 3 bắt đầu hiện lên. Khi mình vừa là người tốt, mình vừa khỏe, nhiều được muốn chơi mình. Mối quan hệ nó bắt đầu phát triển. Và khi nhiều mối quan hệ, các anh chị sẽ giàu cái gì hiểu này không? Nhất quan hệ gì hậu duệ, ok. Cho nên, hãy cẩn thận là nếu làm từ 1 đến 5, cả đời không xong 1. Nhưng nếu là làm ngược lại, từ 5 trở về 1, chúng ta có cả 5 cùng một lúc. Khi mình giúp người thì khó khăn, có người giúp mình không? Chúng ta sẽ được học nhân quả ở điều này.
Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!